4 tình huống mà camera 360 Safe View sẽ giúp anh em tiết kiệm được khối tiền, tính ra mỗi lần đồng sơn á cũng phải đến vài triệu, mà nhiều lần ấy thì các bác tự tính nhá. Một là các vết xước và la răng khi tấp lè, mà các bác biết vì sao xe của em ấy la răng vẫn còn như mới thế này nhá. Chỉ cần xi nhan tấp lè là màn hình hiển thị ngay góc quan sát phía bên lề đường và kèm cả vạch căn lề, đảm bảo đỗ chuẩn và cực an toàn. Tình huống số 2 đó là đi vào nơi đông đúc chật hẹp. Cứ áp dụng nguyên tắc đầu xuôi đuôi lọt, chỉ cần ấn vào nút cảnh báo hazard 2 lần là màn hình hiển thị ngay ghép hình góc quan sát đầu xe, cứ thế mà từ từ đi thôi. Đó các bác thấy không? Va quẹt làm sao được, mà nếu chẳng may xe khác va vào mình thì đến ngay với tình huống số 3 nhé. Đây, nếu ai mà có va quẹt vào mình có ngay bằng chứng xác thực từ tính năng ghi hình hành trình ở cả 4 mắt camera như này thì cãi làm sao được. Tình huống số 4, tưởng đỗ xe là đơn giản ư? Đấy, cứ nghĩ rằng đỗ xe xong xuôi là vô lăng tròn, logo đẹp như thế này là đã chuẩn rồi á? Không, đây này. Tưởng không hại mà hại không tưởng, khi lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến thước lái, lúc đấy đau ví thôi rồi luôn. Nhờ có đường dẫn hướng đánh lái mà anh em sẽ luôn biết được xe của mình đã thẳng lái hay chưa, rất thú vị và an toàn phải không nào? Và ủng hộ em bằng cách ấn follow kênh để em chia sẻ thêm kiến thức về xe cũng như cập nhật các sản phẩm công nghệ mới nhất dành cho xe hơi nhé.